Xin chào các bạn. Rất là vui khi mọi người đã gửi cho Sơn rất là nhiều những cái thử thách về. Và ngày hôm nay Sơn đã chọn cho mình được một thử thách. Còn thử thách là gì ấy? Thì mời mọi người lên cùng với Sơn xem nhá. Các bạn, đây chính là ngôi nhà mà bạn fan đã gửi cái thử thách về cho Sơn. Bây giờ mọi người hãy cùng Sơn vào gõ cửa nhà mình nhé. Sơn, bạn là Ngọc Ánh đúng không? Vâng. Ok. Mọi người vào nhà nhé. Khoan ơi, cho em dọn lại cái giường. Ok. Hôm nay Sơn nghe nói là Ánh có đặt ra một cái thử thách. Đó là làm món chân gà nướng đúng không? Đúng rồi ạ. Thế thì Sơn cũng đang thắc mắc là không hiểu sao Ánh lại chọn cái món này để thử thách cho Sơn nhỉ? Thật ra tại vì là em với mấy đứa bạn hay đi ăn món ăn vặt á anh. Thì chân gà nướng là một trong những món mà em thích nhất. Ok, vậy thì hôm nay Sơn với Ánh sẽ cùng nhau làm món chân gà nướng. Tan tan tan. Ánh ơi, em đã thử làm cái món này bao giờ chưa? Chưa anh ơi. Chưa làm lần nào luôn á? Chưa. Thế thì chắc là phải xem thử ở đây người ta hướng dẫn cách làm như nào vậy. Ok Google, cách làm món chân gà nướng muối ớt. Rồi, thế thì chắc là anh và em sẽ làm theo những cái hướng dẫn ở đây nhá. Ok anh. Ok, bắt đầu. Anh cắt khéo quá hè. Chuyện, anh mà lị. Nhưng mà trộn nào để cho mấy cái này nó ngấm hết được vào đúng không? Mình trộn xong mình để cỡ 15 phút rồi mình dỡ cho vào lò. Anh nghĩ là chín rồi đấy. Chín rồi kìa, thôi mình lấy ra đi anh. Anh cắp thử ra, ngửi thử nhá. Nhìn màu đẹp quá đi. Chắc mình thành công rồi đó. Đây là chín rồi đúng không? Thơm phết. Cuối cùng thì cái món chân gà nướng của Swin và Ngọc Ánh cũng đã hoàn thành. Vậy là ngày hôm nay Sơn đã học thêm được một món ăn mới cùng với Ánh. Đó chính là món chân gà nướng. Cảm ơn Ánh rất nhiều bởi vì ngày hôm nay đã cùng làm món này với anh. Và rất là vui nữa. Hy vọng rằng Ánh sẽ học được thêm nhiều điều mới. Các bạn cũng thế nhá. Hãy luôn học những cái điều mới giống như là Sơn với Ánh. Bye bye.